đi. Lúc nó về thì nó chỉ về ở mấy hôm thôi, thì nó cũng chửi mình, nó đi chơi về, mình không nấu, mình đi làm, mình cho nó được cơm cho nó ăn, thì nó về nó vẫn chửi bảo là mình không nấu cơm ăn, xong nó còn chửi mình cả, nó còn đánh mình nữa, xong rồi cho nên. Năn nó tay lên tí nhá. Vâng. Tay chị thì thật sự là còi hết rồi các bác, với cái bàn tay như này thì chỉ cần xem qua là mình cũng biết được là chị không thể làm được công việc gì nặng nữa, nên là nhiều khi lo đến bữa ăn còn còn khó nói gì đến việc là đi làm kiếm tiền nữa. Rồi các bác là chị là bị một cục rất là to ở đằng sau lưng đây, thì chị cũng là con gái nên là cháu không tiện là vén áo cho các bác xem này, bị vẹo ở cái phần xương, cái này là xương đấy chị nhỉ, bị xương nhô ra ở đằng sau. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với kênh Trao Yêu Thương. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Các bác thân mến, hôm nay thì cháu Khương và em Nghiêm lại tiếp tục là đồng hành cùng nhau đi xuống nhà chị Sú của bác ạ. Bên cạnh chúng cháu thì là có em Quyết 11 tuổi của bác. Đấy, em gửi lời chào đến các ông các bà này. Con chào con có bà ạ. Thưa quý ông bà, là hiện tại hai anh em lại tiếp tục hành trình xuống thăm hoàn cảnh gia đình nhà chị Sú. Còn về hoàn cảnh của gia đình chị Sú như nào thì lúc nữa đến nhà thì cháu sẽ giới thiệu cho quý ông bà, cô chú và anh chị được biết. Thưa cô bác anh chị, là cái cung đường di chuyển đi nhà chị Sú thì đi rất là khó khăn cô bác. Một đoạn đường đất khá là dài. Bây giờ là hôm nay là mưa được hai hôm nay rồi, không biết là xe có đi vào được không cô bác. Đường đất thì ở đây là đất đỏ nên rất là trơn. Vừa rồi thì cháu cũng có ghi hình một tập ở trên kênh Minh Khương rồi cô bác, là các bác có thể là nắm được cái cung đường di chuyển đi nhà của ba cô cháu của nhà chị Sú đi rất là khó khăn và gian nan cô bác ạ. Ui, đường đi rất là trơn luôn. Không bao giờ là hai anh em chúng cháu có ra đây và để lại xe máy ở đây này, do là trơn quá nên là không dám đi. Đó. Hôm nay mưa đường trơn quá anh nhỉ? Hả? Bảo mưa đường trơn quá nhỉ? Nó muốn đi Quyết. Ui, cái mũ to hơn cái đầu à? Cài vào là được, không sao đâu mà. Anh Khương là lần thứ mấy đi trên con đường này rồi anh nhỉ? Anh Khương ơi, anh Khương, đường trơn quá. Đây là lần thứ mấy anh đi cung đường này rồi? Anh lần thứ ba, thứ tư rồi. Em này lần này lần thứ ba. Mong sao là xe sẽ đi được, nhưng mà không đi được là để xe ở đây thôi. Vâng. Cứ đi đến đâu là hay đến đấy, chứ đi bộ đi xa lắm. Ở cái khu đằng trước cháu Khương đây là một cái khu là thao trường ấy các bác. Vừa rồi là dân quân có ra đây tập bắn này các bác ạ. Nhìn họ cắm những cái mốc đoạn ở đây đường là đi nhà chị Sú thì những cái đường đất thì đi đường tầm khoảng 5 cây các bác ạ. Đường cây đi đường hào đất. Đường là đất này thì đi rất là khó, những cái qua thì có mưa ra đây để làm cái đường hào chạy. Ui. Quyết là lần thứ hai được cùng anh đi đường này rồi nhỉ? Có sợ không? Quyết có sợ không? Cũng không sợ mấy ạ. Ôi giời ơi.
Chết rồi. Có đi được không? Khó quá. Nếu mà không đi được thì vứt xe thôi, để xe ở đây thôi. Ui, để xe ở đây đi bộ xa lắm. Để xe ở đây là nguy hiểm quá. Ôi Quyết à, đeo cho anh cái ba lô này nhá. Đeo được không? Đường đi rất là khó các bác ạ. Hôm qua có mưa nên là hôm nay đường đi rất là trơn. Quyết ngồi cẩn thận nhá. Đi trước đi. Sương mù rất là nhiều này. Đi những cái đoạn là ở đây còn đỡ hơn nhà hai ông cháu một chút. Nhà hai ông cháu ấy thì là gần rừng già quá, với cả gần đỉnh đèo gió ấy. Nhất là sương mù dày đặc luôn. Cái này lúc nữa lên là có vẻ hơi khó khăn đấy anh ạ. Hả? À? Bảo cái này tí nữa lên là có vẻ hơi khó khăn đấy, bởi vì là đường trơn lên dốc là rất là khó đấy. Không lên được thì bắt buộc là phải đẩy thôi. Đẩy thôi, đẩy được. Bây giờ nếu mà để anh an toàn thì có là để xe ở đây, nhưng mà đi bộ xa quá, đi anh sợ là đến quá. Nơi là tối mất rồi. Cái đoạn đường đất đây đến 5 cây không anh? Dốc, đoạn đấy dốc lắm. Đến 5 cây số không? Không, không đến đâu, chắc là tầm 4 cây gì đấy. 4, cho em không, không là đến, chắc là không đến 5 cây đâu. Gì đấy đấy. Đấy là áng chừng thôi. Vâng. Cái con số mà mình đón mò thì cũng không không thể là chính xác được 100% đâu. Ôi. Ở đây được cái có nhiều măng anh nhỉ? Măng ở đây thì khỏi phải nghĩ rồi. Toàn măng thôi. Mùa này là vào mùa măng mà. Vâng. Quyết có lạnh không Quyết ơi? Không lạnh à? Đi cẩn thận nha. Ui. Thưa quý cô bác, là hiện tại thì cháu và anh Khương cũng đã có mặt tại căn lán của chị Sú. Như những thước phim trước thì nếu mà các bác xem kênh anh Minh Khương TV thì các bác cũng biết là chị Sú là một hoàn cảnh rất là khó khăn, vì từ nhỏ chị đã mang trong mình một căn bệnh, đó là một căn bệnh thì tí cháu Nghiêm sẽ chia sẻ cho quý ông bà cùng xem. Ngày trước thì chị có ở trong một cái căn lán này, nhưng mà sau một thời gian dài ở thì căn lán cũng bị sập hết, và chị có lên ở nhờ nhà em trai. Và đợt vừa rồi chúng cháu xuống chia sẻ thì cũng nhận được sự hỗ trợ và yêu mến từ các bác, nên là cháu đã đến sửa lại cho chị ấy căn lán để ở. Bây giờ thì mời các bác cùng đi xem qua một vòng căn lán mà hiện tại chị đang ở. Đây các bác ạ. Số này thì nọ mấy anh em cũng xuống làm và buộc vào chắc chắn cho chị rồi. Hôm nay có hỏi chị là hôm qua trời mưa thì lán có bị sao không, có bị giọt không, thì chị bảo là không sao.
Hôm nay thì trên đường cùng anh Khương xuống thì anh Khương là xuống trao quà cho chị Sú, phần quà từ cô Chiêm ở bên Bắc Hà, Lào Cai. Thì cháu cũng ghi hình lại cùng với để chia sẻ tới các bác về hoàn cảnh của chị Sú. Chị ơi, chị ra ngoài ngoài ngồi nhỉ? Ở trong này chắc hơi tối nhỉ? Ở đây hơi tối. Hơi tối, chị ra ngoài. Ra ngoài nói chuyện cho các bác nhìn là rõ hơn. Rồi các bác, là chị là bị một cục rất là to ở đằng sau lưng đây. Thì chị cũng là con gái nên là cháu không tiện là vén áo cho các bác xem. Này, bị vẹo ở cái phần xương. Cái này là xương đấy chị nhỉ? Bị xương nhô ra ở đằng sau. Thế thì chị có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh của chị cho các bác ở trên kênh được biết không? Dạ vâng. Hoàn cảnh của chị, chị chia sẻ với các bác đi. Cháu Sú đã bị bệnh từ nhỏ, và bị bệnh từ nhỏ. Vậy thì bố mẹ thì khó khăn, bố mẹ cũng không biết. Lúc đấy bé thì bố mẹ cũng không biết đi chữa, xong cũng bị bệnh thế này thì lớn, xong là bị thế này thì cũng không làm được việc nào. Làm được việc nào thì rất là mệt, với lại đi đường lên dốc thì cũng mệt, xong ở thì cũng không làm thì cũng không có cái ăn, mà cũng phải đi làm nương làm ruộng và cho các cháu ăn. Mà và bố của các cháu thì nó cũng không chịu khó làm, cũng đi lang thang, xong là cháu Sú cũng phải nuôi mấy đứa cháu nữa, còn khổ nữa, còn bị bệnh thế này còn mệt nữa, khổ nữa, không làm thì không được, làm thì cũng mệt. Có lúc thì cũng bị đau. Dạ. Có lúc thì cũng bị đau, mất ngủ, mất ăn, không ăn được, không ngủ được. Dạ. Thì cũng không ai hỗ, không ai giúp. Dạ. Thế mẹ, mấy đứa em trai, bố của đứa cháu ấy, nó cũng là em trai của mình, nó cũng không biết thương. Nên mình cũng, nó cũng đi lang thang thôi, mình cũng nuôi mẹ con nó, không nuôi thì cũng đã cháu với mình, ở với mình thì mình cũng khổ rồi, thì mình cũng phải đi. Lúc nó về thì nó chỉ về ở mấy hôm thôi, thì nó cũng chửi mình, nó đi chơi về, mình không nấu, mình đi làm, mình cho nó được cơm cho nó ăn, thì nó về nó vẫn chửi, bảo là mình không nấu cơm ăn. Và nó còn chửi mình cả, nó còn đánh mình nữa, xong rồi cho nên cho xuống mình bảo là như thế, ở như thế, thì mà nó cũng không làm thì mình làm, thì vẫn chửi mình, đánh mình, thì cho xuống mình mà bảo các bác xong là ủng hộ cho cháu Sú, để cho cháu mua riêng, xong là ủng hộ được cho cháu. Thưa các bác, là hoàn cảnh của chị Sú thì rất là khó khăn. Hiện tại thì chị đang mang cho mình một căn bệnh. Chị đã phải gồng mình chống chọi với bệnh tật, xong lại chị thì gồng mình với bệnh tật, xong lại nuôi thêm hai đứa cháu, đúng không chị? Vâng. Hai đứa cháu, nhưng mà hiện tại là một cháu đang đi học ở trường rồi, đúng không? Vâng. Còn một cháu là được 7 tuổi, hiện tại đang đi học lớp 2 nhỉ? Vâng. Đang đi học lớp 2 và được sự hỗ trợ của nhà trường, nên là bé đấy ăn ở tại nhà trường luôn. Vâng. Và một cháu là hiện tại đang được 6 tuổi. 6 tuổi nhưng mà chưa cho đi học, đúng không? Vâng. Bởi vì là nhà cũng cách trường học rất là xa, với cả hoàn cảnh gia đình khó khăn nữa, nên là cháu đấy hiện tại 6 tuổi vẫn chưa được đi đến trường các bác ạ. Chị thì bảo bị ốm đi nằm viện, thì chị đi nằm viện về lâu chưa? Về sau được 2 tuần. Sau được 2 tuần à? Thế mấy hôm nay đây các bác, nắm tay lên tí nhá. Vâng. Tay chị thì thật sự là còi hết rồi các bác, với cái bàn tay như này thì cần xem qua là mình cũng biết được là chị không thể làm được công việc gì nặng nữa, nên là nhiều khi lo đến bữa ăn còn khó, nói gì đến việc là đi làm kiếm tiền nữa. Này, nếu mà để so hai tay của cháu Nghiêm với của chị thì tay của cháu Nghiêm nó to gấp đôi chị rồi. Chị cho em mượn tay này, hai tay là như nhau đúng không? Tay này to hơn. Tay này đây các bác.
bởi vì chị bị căn bệnh này nên là một tay như kiểu bị teo cơ đi ấy, tay này bé hơn. Tay này chị vẫn hoạt động được bình thường chứ, cầm nắm được không? Có nắm được nhưng mà nó không yếu đúng không? Vâng. Vâng. Yếu. Thế thì những cái công việc nặng thì chị cũng chả làm được nhỉ? Chị vâng. Đi nhặt chè hay là lúc nào hết tiền ăn thì chị đi làm công việc gì để có tiền mua gạo ăn? Có không có tiền đâu, chị làm bên có chè đấy. Thôi, xong hết tiền không có gạo ăn thì đau sáng nấu ăn. Vâng. Một hoàn cảnh khi mà cháu đến đây chia sẻ thì thật sự là thấy rất là đáng thương, bởi vì là chị thì mang trong mình căn bệnh, còn nuôi thêm hai đứa cháu. Rất may là một đứa cháu thì được đi học ở trường rồi, còn bố của hai cháu chị đi đâu rồi? Nó chẳng biết, bảo là đi làm nhưng mà cũng không thấy về, không biết nó đi làm hay là nó đi chơi cũng không biết đâu. Đi làm ở đâu rồi chị? Cũng không biết, trước thì nó bảo là đi làm ở đâu nhỉ? Đi làm lâu chưa? Chẳng biết Hải Phòng hay là ở đâu. Con đi làm lâu rồi ạ. Đi được bao lâu chưa về rồi chị? Cũng được mấy năm rồi. Mấy năm không về? Mấy năm trước thì nó đi lại về nhà ở một thời gian, nó lại đi. Vâng. Cứ đi như thế, nhưng mà mấy năm nay thì đi. Có gửi tiền về không? Không ạ. Có gọi điện về không chị? Không. Vâng. Bố của hai đứa cháu chị thì như chị đã chia sẻ là đi làm được 4 năm nay à? 4 năm nhỉ? 4 năm hay 5? 5 năm? Bây giờ thì đi được 4 năm năm rồi. Mấy năm trước thì đi về. Trong mấy năm nay là không thấy về nữa. Vâng. Có tiền cũng không gửi về cho đúng không? Vâng. Thưa các bác là bố của hai đứa cháu thì cũng đi làm, tiền thì không gửi về, xong là để cho một mình chị lo cho hai đứa cháu nữa. Một người bố cũng khá là đáng trách. Thế còn mẹ hai bé đâu? Mẹ hai bé thì bỏ rồi. Bỏ lâu chưa? Bỏ đi chẳng có lâu rồi. Đứa bé vừa mới được sát được một tuổi thì với mấy bé tự đi thôi thì nó bỏ đi rồi. Thế là mẹ của hai bé là bỏ đi từ lúc khi mà bé vẫn còn nhỏ đúng không? Vâng. Vâng. Thế bé đấy bây giờ hiện tại bé đang cháu bị bệnh như thế này, bố mẹ nó bỏ đi thì là bố nó cứ đi lang thang cái này cái kia, cứ đi không về cháu cả cống đứa bé nữa, còn rất là mệt rất là khổ. Nhưng mà đứa bé còn đang bé thì mình cũng phải cống đi làm cái này cái kia, mình cũng phải cống nữa. Thế là hồi nhỏ của hai đứa cháu là bố mẹ bỏ đi, xong bố cũng không chăm nên là chị lại chăm bé nữa. Vâng. Với thân hình của chị thì rất là nhỏ nhưng mà chị vẫn phải chăm hai đứa cháu. Và lúc như chị có chia sẻ là lúc hai đứa cháu chưa lớn ấy thì chị cũng cống hai đứa cháu và chăm hai đứa cháu lớn đúng không? Vâng. Hoàn cảnh rất là đáng thương. Thế là mấy hôm nay còn gạo ăn không? Không. Gạo thì cũng hết à? Vâng. Nhưng mà nấy là anh Khương có mua về cho rồi nhỉ? Vâng. Vâng. Thì thưa các bác là đây cũng là thước phim đầu tiên trên kênh của cháu Nghiêm về chia sẻ về hoàn cảnh của chị Sú. Còn bây giờ thì cháu xin phép được kết thúc thước phim tại đây. Cháu Nghiêm xin gửi lời cảm ơn tới quý ông bà, cô bác và anh chị trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cháu Nghiêm. Rất mong là trong thời gian tới thì cháu Nghiêm sẽ nhận được sự yêu mến cũng như là đồng hành của quý ông bà, cô bác và anh chị cùng với cháu Nghiêm trên con đường thiện nguyện. Còn bây giờ thì cháu Nghiêm xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô bác và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Con chào cô bà.